Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Ra soát các khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân còn tồn đọng trong quý 1 năm 2018. Phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 13 tháng 4, Hội đồng Nghệ thuật Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về công trình. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các thành viên Hội đồng Nghệ thuật. Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng góp nhiều ý kiến như cần điều chỉnh một số chi tiết quy hoạch để phù hợp hài hòa với kiến trúc cảnh quan và không gian xung quanh, điều chỉnh quy mô đường giao thông đối nội đối ngoại và cả công trình phụ trợ trong cùng tượng đài. Đối với phần phù điêu hai bên tượng phải thể hiện truyền thống văn hóa, những nét đặc trưng tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và con người Quảng Bình, thể hiện một số hình ảnh về Quảng Bình quật khởi, Quảng Bình hai giỏi. Mặt sau thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, danh thắng và di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình và một số hình ảnh về thành tựu của quê hương trong thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu, các thành viên Hội đồng Nghệ thuật Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Quy hoạch Xây dựng, Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam nghiên cứu tiếp thu tất cả các ý kiến để chỉnh sửa bổ sung, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sáng qua ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành địa phương để rà soát các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng trong quý 1 năm 2018. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong quý 1 năm 2018, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 31 lượt công dân đến kiến nghị phản ánh với 44 nội dung liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai và giải quyết bồi thường, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển. Qua nghiên cứu các nội dung phản ánh, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã trả lời và kết luận trực tiếp 8 nội dung. 36 nội dung còn lại được giao cho các sở ngành, huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu giải quyết và trả lời đơn thư cho công dân. Đến thời điểm này, có 18 trên 36 nội dung giao cho cả đơn vị vẫn đang tiếp tục xem xét giải quyết. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân nhấn mạnh, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phản ánh của công dân là vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, mỗi quý, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức ra soát những vụ việc còn tồn đọng nhằm chấn chỉnh xử lý kịp thời cả sai phạm, giải quyết cả vấn đề mà công dân phản ánh kiến nghị. Đồng chí yêu cầu các sở ban ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác này, đặc biệt là chú trọng kết quả sau giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời nâng cao thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức các sở ban ngành địa phương trong công tác giải quyết kiến nghị phản ánh của công dân. Đối với những vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều người, cần tổ chức đối thoại với người dân và giải quyết trên tinh thần thấu tình đạt lý. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Thanh tra tỉnh nghiên cứu để triển khai phần mềm xử lý đơn thư nhằm tạo thuận lợi trong công tác thụ lý và giải quyết các vấn đề mà công dân kiến nghị phản ánh. Hôm qua, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2018 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mục tiêu của tháng hành động là tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, tăng cường vai trò giám sát các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của cả cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đồng thời giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Ngoài các hoạt động thường xuyên đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2018 tập trung vào các hoạt động chính, đó là triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, tiến hành thanh kiểm tra tại các địa phương trong toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới,
nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng tích cực tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và sơ kết công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quý 1 năm 2018. Hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, trong đó huyện Lệ Thủy có 3 xã đó là Xuân Thủy, Sơn Thủy và Cam Thủy. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018, Lệ Thủy có 4 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là Hồng Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy và Hoa Thủy. Trong 3 tháng đầu năm, xã Trì triển khai thực hiện các nội dung của bộ tiêu chí đạt trên 60 tỷ đồng từ nguồn vốn lồng ghép, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp 1,2 tỷ đồng. Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 533 tại Quảng Bình trao tặng 50 triệu đồng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ nói trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 533 tại Quảng Bình đã trao 20 triệu đồng cho Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Quảng Bình, 20 triệu đồng cho Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch và 10 triệu đồng cho Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình. Đoàn tăng ni Phật tử chùa Cẩm Phong tỉnh Tây Ninh cũng vừa đến thăm và tặng quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bố Trạch. Đoàn đã đến thăm và trao tặng 300 suất quà cho đồng bào ở các xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Đoàn cũng đã tặng 300 suất quà cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Tổng giá trị các suất quà lần này là 150 triệu đồng. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại Thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại, dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Bây giờ là những thông tin thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 14 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi mới thay đổi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 77 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 73 đến 95%. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Minh Hóa chủ động tiêm phòng cho gia súc gia cầm. Nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình vừa tổ chức bế mạc cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2017-2018. Tham gia cuộc thi có 65 thí sinh đến từ 27 trường tiểu học, 19 trường trung học cơ sở và 19 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: nhìn tranh đoán chữ, xem tình huống trả lời câu hỏi và phần hùng biện. Cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh là cơ hội để các thí sinh giao lưu học hỏi, thể hiện kỹ năng trong việc học tập bộ môn tiếng Anh, qua đó góp phần đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đánh giá học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông.
Kết quả, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 13 giải nhì, 20 giải ba và 26 giải khuyến khích. Trong dịp này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình, Trung tâm Ngoại ngữ Assimlink và Trung tâm Ngoại ngữ New Sky cũng đã trao nhiều phần thưởng cho các thí sinh đạt kết quả cao tại cuộc thi. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 20 tháng 4 năm 1948, 20 tháng 4 năm 2018. Hôm qua ngày 13 tháng 4, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai mạc giải cầu lông và bóng bàn lần thứ hai. Tham dự giải năm nay có 382 vận động viên đến từ 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu ở cả hai bộ môn cầu lông và bóng bàn. Giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 14 tháng 4. Với sự chuẩn bị chú đáo, sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu hay, sôi nổi. Thông qua giải nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng sâu rộng trong cán bộ công chức viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, huyện Minh Hóa đã chủ động thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2018. Để công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt kết quả cao, Phòng Nông nghiệp huyện và Ủy ban nhân dân các xã đã tổ chức tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hại của các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, lở mồm long móng gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh dạy chó. Đến thời điểm này, 7 trên 16 xã thị trấn đã triển khai tiêm phòng. Trạm chăn nuôi và thú y huyện tập trung chỉ đạo cán bộ thú y xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật bảo quản và tiêm vaccine, kiểm tra giám sát các địa phương trong việc tổ chức tiêm phòng, tổng hợp tiến độ tiêm phòng, bảo đảm kế hoạch đề ra. Tại huyện Quảng Trạch, tận dụng thế mạnh của địa phương, nhiều hộ gia đình ở các xã Quảng Lưu, Quảng Liên, Quảng Tiến, Quảng Thạch và Quảng Châu đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại, gia trại để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Để giúp người dân phát triển kinh tế, bên cạnh các chính sách ưu đãi về nguồn vốn vay, huyện Quảng Trạch còn khuyến khích tạo điều kiện để người dân mạnh dạn xây dựng, mở rộng trang trại, gia trại chăn nuôi, đa dạng hóa các loài con giống, nhất là giống có năng suất, chất lượng cao. Nhờ đó, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện luôn phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn huyện có hơn 72.000 con, đàn gia cầm có 566.000 con. Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát diệt mổ, vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời hoàn thành công tác tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2018 cho đàn gia súc, gia cầm, triển khai kế hoạch xây dựng lò diệt mổ gia súc, gia cầm tập trung, nhân rộng một số mô hình chăn nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Chuẩn bị cho vụ nuôi tôm chính trong năm, hiện nay người nuôi tôm ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đang cải tạo ao hồ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thả tôm giống. Thời gian qua, phường Quảng Thuận đã tập trung hướng dẫn, giám sát đôn đốc các hồ nuôi tôm để nhanh tiến độ cải tạo ao hồ. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, sau khi thu hoạch xong, bà con đã vệ sinh, cải tạo đáy bờ ao để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Trong vụ này, người dân phường Quảng Thuận đã nuôi trên diện tích khoảng 55 hectare, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Với sự chỉ đạo kịp thời của các ngành chức năng và sự tích cực chủ động của người dân, tin tưởng rằng người nuôi tôm Quảng Thuận sẽ có một vụ mùa bội thu. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỷ 21, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch nhằm giảm nhẹ những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho người dân về tác động của biến đổi khí hậu. Theo các nghiên cứu, những địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, gây ra bão, lốc, mưa lũ. Trong các năm từ 2005 đến 2013, số người chết do các hiện tượng thiên tai này ở Quảng Bình là khoảng 161 người. 955 người bị thương, hơn 162.000 ngôi nhà bị sập, bị trôi, trên 275.900 ngôi nhà bị ngập, 1.345 trường học bị ảnh hưởng, 350 trạm y tế bị ngập, hư hỏng, tổng thiệt hại trên 13.900 tỷ đồng. Tại tỉnh Quảng Bình, chúng ta có thể thấy được rằng là chia ra làm thành 3 tiểu vùng sinh thái. Thì việc tiểu vùng sinh thái vùng miền núi là đang đối mặt với các cái dấu hiệu biến đổi khí hậu càng ngày càng rõ nét, đó là lượng mưa thì càng ngày càng lớn hơn, dẫn đến cái hiện tượng sạt lở, rồi gây ra các hiện tượng lũ lụt, rồi gây ra các cái hiện tượng là hạn hán và mùa khô. Cái vùng trung du đối mặt với cái vấn đề quan trọng nhất, đó là cái vấn đề về nhiễm mặn, và song song với quá trình nhiễm mặn, đó là cái vấn đề hạn hán đang ngày càng nổi trội và gây ra tác động rất là lớn đối với người dân địa phương.
vùng đồng bằng ven biển thì cái số lượng cơn bão, sự tính cực đoan của các cơn bão càng năm càng ngày càng được thể hiện được nhiều rõ hơn. Các cơn bão thì với cái tần suất lớn hơn và cái sức công phá nó lớn hơn, tác động vô hầu hết tất cả các cái cộng đồng cư dân sống ven biển của tỉnh Quảng Bình. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, ngày 14 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 3987 về cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó vấn đề truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là một trong những nội dung đang được tỉnh ưu tiên thực hiện. Tôi đã phối hợp với Viện Tài nguyên Môi trường của Đại học Huế nhằm tổ chức tập huấn. Trước mặt thì đợt này chúng tôi tổ chức tập huấn tại 6 xã, khu vực là ven biển và một số bãi ngang cồn bãi để người dân ở những cái nơi mà bị tác động gần như trực tiếp của bão và lũ lụt nhận thức được và có cái thái độ ứng xử rất là kịp thời để mà chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước mặt là để làm cho người dân hiểu được thế nào biến đổi khí hậu, tác động của nó như thế nào, ảnh hưởng của nó đến đời sống, sản xuất, dân cư như thế nào. Trên cơ sở những người được dự tập huấn đấy thì cũng là những người làm cộng tác viên để tuyên truyền cho trong những người ở trong thôn, làng, xã mình nắm và hiểu rõ thêm để mình có cái phương án sản xuất cũng giống như là cách phòng ngừa khi mà có thiên tai bão lũ. Tại các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về biến đổi khí hậu ở các xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Đông Trạch, huyện Bố Trạch, Quang Phú, thành phố Đồng Hới, thị trấn Quảng Hào, huyện Quảng Ninh và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, cộng đồng dân cư đã được phổ biến những kiến thức cập nhật về biến đổi khí hậu, tác động đến sinh kế người dân vùng đồng bằng ven biển. Chúng tôi nhận thấy rằng là các thầy, các chú trình bày là cùng một cho bà con nhân dân chúng ta cũng là đã được rút được những cái kinh nghiệm về nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu, về thời tiết mưa gió, để không ngoài mục đích là nâng thêm cái nhận thức để về phổ biến toàn thể bà con nhân dân ở trong là các khu dân cư, về các thôn, để tăng thêm hiểu biết của bà con nhân dân để nhận thức trong cái việc là hàng năm cứ có biến đổi khí hậu rồi thì hàng năm là được lụt lội đe dọa, đặc biệt là xã Quảng Hải là thông thường là vào ở kỳ tháng 8, tháng 9 là thông thường hay mưa nhiều, rồi thì mưa nhiều thì lũ lớn và thông thường là có những cái cơn bão là có như đã ảnh hưởng đến cái đời sống của bà con nhân dân. Việc tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về năng lực, đặc biệt là những kinh nghiệm và kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng sẽ góp phần hạn chế những thiệt hại về người và tài sản trước những tác động xấu của biến đổi khí hậu gây ra. Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người. Phần của chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 12 tháng 4 đến 15 giờ ngày 13 tháng 4, hoạt động giao thông trên các tuyến trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có tai nạn giao thông xảy ra. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 83 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 90 triệu đồng, tập trung ở các lỗi chạy quá tốc độ quy định 33 trường hợp, không có giấy phép lái xe 5 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 10 trường hợp, quá nồng độ cồn quy định 9 trường hợp, xe ô tô thiếu đèn tín hiệu 8 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 6 trường hợp, không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 4 trường hợp, các lỗi khác 8 trường hợp. Mỗi người khi tham gia giao thông hãy làm chủ tốc độ và chú ý quan sát nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác khi đi lại trên các tuyến đường. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy,
trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cân chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 77 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 73 đến 95%. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%.